Lô 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 lô. Bucky đang dần lâm vào tình trạng nguy kịch hơn sau trận đấu với tên tử tù Genagi. Cô ta đã được Rachel đưa đến đền Berlin để tham dự giải đấu lô đài. Không biết ở đây có xảy ra điều gì kỳ tích giúp Bucky hóa giải chất động hay không. Mời mọi người bước vào những diễn biến chính của bộ phim của mình nha. Tập 1. Zujiro cũng rất muốn biết môn võ thuật tổng hợp của Mohamed Salah, ổ lộc của Mohamed Alaikon sau khi được hoàn thiện sẽ mạnh đến cỡ nào. Chàng trai Quyền Anh là một trong số ít người có can đảm dám khiêu chiến với Zujiro. Một trận đấu thật sự của họ chỉ vừa mới bắt đầu được vài giây thì Zujiro đã xé toạc găng đấm bóc của đối phương trong chớp mắt. Dù kỹ thuật của Alaikon đã được cải thiện hơn rất nhiều so với bố của cậu, nhưng mà lúc này để đối đầu với sinh vật mạnh nhất hành tinh thì vẫn còn một khoảng cách quá lớn. Nhưng điều đó cũng không hề làm cho Alaikon nản chí. Khi bị Zujiro thách thức trong một thế võ kỳ lạ thì anh đã rời đi và bỏ mặc ông ta nằm lại trên sàn. Zujiro cũng tức điên người khi bị thằng nhóc hủy mũi chưa sạch này coi thường. Thế võ kỳ lạ đó cũng là thử thách của các nhà sư gửi đến Alaikon khi mà cậu muốn chứng minh mình có đủ bản lĩnh tham dự lôi đài. Lần này thì người sử dụng chiêu thức đã không còn là con quái vật kia nữa rồi. Chuẩn bị chết đi con trai à. Sư thầy trong tư thế có lợi vẫn không thể nào đả thương được Alaikon. Cậu nhanh đến mức có thể cắt chế tất cả những đòn tấn công chớp nhoáng. Lúc này dù ông có đổi thế tấn công thì cũng đã muộn rồi. Nhưng cú đấm uy lực màu chóng khiến đối phương bị thương nghiêm trọng. Alaikon kết thúc màn trình diễn của mình với một đòn trực diện hạ gục đối thủ trước sự ngạc nhiên của sư thầy có mặt tại đây. Một võ sĩ luyện độc thủ cũng tham gia vào giải đấu lần này. Các kỹ thuật luyện công của tên này trông rất giống với các bí thuật của Genagi. Còn thế của hắn rất tàn độc và mang tính chất triệt hạ đối phương khá nguy hiểm. Nhưng những võ sĩ tham gia lôi đài đều là những thí sinh như vậy. Giải đấu được tổ chức sau một thế kỷ có ý nghĩa rất quan trọng. Chức vô địch khiến cho mọi người tham dự đều bất chấp thủ đoạn để trở thành người sống sót cuối cùng. 12 thí sinh tài giỏi nhất đã có mặt chuẩn bị. Ngoài họ ra còn có một nhân vật đặc biệt xuất hiện. Ông là nhà vô địch lôi đài 100 năm trước, mang danh hiệu là Hải Vương của các Hải Vương. Hải đế Kaku năm nay đã hơn 140 tuổi vẫn sẽ tham gia tranh tài với các thí sinh trẻ. Trận mở màn sẽ là cặp đấu của Ryo và Zujiro. Hải Vương Ryo được người dân nơi đây ca tụng là chiến thần bất diệt. Ông là niềm tự hào của võ thuật Trung Hoa. Ban tổ chức đã ra một thử thách nhỏ để xem Zujiro có phải là đối thủ xứng tầm hay không. Một lớp ngói dày đã được chuẩn bị. Trời ơi, thằng cha này sẽ tăng còn phá bằng tay được nói chi là mấy cái tấm ngói này. Mọi người đều bất ngờ khi mà Zujiro chỉ với một tay mà đống ngói đã bị phá vỡ tan tành. Tưởng rằng cả hai sẽ có một màn so tài mãn nhãn, thế mà mọi việc đang diễn ra đều khiến cả khán đài phải sửng sốt. Võ thần bất diệt hoàn toàn không có cơ hội khi phải đối đầu với sinh vật mạnh nhất hành tinh. Lúc này ông ta định vung vẩy khi Zujiro cũng đã phá hủy đi gương mặt của Ryo. Cảnh tượng dã man đến mức khiến cho người xem không thể tin được đây là một cuộc thi đấu võ thuật. Mọi người ở đây cũng rất tức giận khi mà một vị tông sư khổ luyện cả trăm năm qua lại thất bại thảm hại trước Zujiro một cách dễ dàng như vậy. Rasu trong cơn giận đã nhảy vào sàn đấu quyết trả thù cho sư phụ của mình. Tuy đã nhận thất bại nhưng mà Ryo vẫn quyết không chấp nhận sự thương hại của người khác. Ông tự mình quay lại trận đấu với vết thương trầm trọng và tất nhiên là kết quả vẫn không thay đổi dù ông có cố gắng đến đâu. Tập 2. Tiếp theo là cặp đấu của Alaikon và Hải Vương Zor. Trong lúc tay đấm Quyền Anh đang chuẩn bị thì lại gặp cô gái hôm trước mình gà gẫm. Anh ta cũng biết được Baki chính là bạn trai của Kozue. Có lẽ số phận đã đưa đẩy hai người họ vào cuộc chiến sống còn này. Alaikon muốn hạ gục đối thủ nhanh chóng để giành được Kozue. Hải Vương Joe là người sở hữu một thân hình đồ sộ, nhưng mà cái kết lại đến bất ngờ ngay sau đó. Joe trong lúc tấn công đã để lộ ra điểm yếu chí mạng và gục ngã khi chỉ vừa nhận một đòn từ Alaikon. Không thể chịu được sự sỉ nhục này, Joe đã cố gắng gượng dậy tiếp tục trận đấu. Nhưng kết quả của những đòn tấn công được tung ra từ Hải Vương Joe thì lại không như anh ta mong đợi. Trình độ của hai võ sư lúc này đã hiện ra quá rõ rệt. Alaikon chỉ việc kết thúc trận đấu bằng một cú đấm uy lực. Liên tiếp là những thất bại của các KO trước các thí sinh khách mời tham dự lôi đài. Danh tiếng của võ thuật Trung Hoa đang bị lung lay trên bờ vực trong tình huống này. Cặp đấu thứ 3 sẽ là màn so tài của Hải Vương Liệt và Bucky. KO này được mệnh danh là người sử dụng độc thủ bậc nhất Trung Quốc. Có thể trận đấu này sẽ mang lại hy vọng cú sốt cho Bucky, hoặc cũng có thể là dấu chấm hết cho cuộc đời của cậu ta. Phán cược cuối cùng này quá mạo hiểm để cho Kozue có thể chấp nhận được. Nhưng lúc này thì bấy nhiêu đó vẫn không thể ngăn cản Bucky tiến bước vào trận đấu. Vừa vào trận thì Hải Vương Klee đã cố tình chịu đòn để Bucky vô tình đánh vào bàn tay đặt chất độc của hắn ta. Bàn chân của Bucky đã sưng tấy lên khi mà độc bên trong phát tán. Cậu ta hút chất độc bên trong ra để có thể tiếp tục chiến đấu.
Nhưng sau đó thì Play vẫn bình tĩnh chịu đòn chờ cho đến khi đối thủ kiệt sức hoàn toàn mà ngã gục. Dù ai cũng nghĩ rằng Play sẽ giành chiến thắng trong trận này, nhưng mà phía bên ngoài, Jujiro đang quan sát vẫn tin rằng Baki sẽ sớm kết thúc trận đấu và giành chiến thắng. Nhiều đòn tấn công của Lee đã khiến cho chất độc trên bàn tay hắn ta thấm vào người Baki hoàn toàn. Khi Baki lao đến thì lúc này, chất độc cũng đã lan đi khắp cơ thể của anh ta khiến cậu gục ngã. Baki như đã đặt một chân xuống địa ngục, mọi người đều lặng thinh trong giây phút này. Nhưng không phải vì sự ra đi của cậu mà họ không tin rằng chất độc trong người cậu đã tình cờ được hóa giải khi đấu với Lee. Cái này người ta gọi là lấy độc trị độc đó mọi người. Những giọt nước mắt của Kozue cũng là chất xúc tác quan trọng thôi thúc ý chí sống còn trong người Baki lên mức tột đỉnh. Khi đã được giải độc thì cậu đã ở đẳng cấp hoàn toàn khác. Lee khi tiến đến tấn công cũng không thể bắt kịp được tốc độ phòng thủ của Baki được nữa. Cú đấm phản đòn của anh còn làm cho Lee bất tỉnh trong trạng thái đứng như chờ chồng. Tập 3. Một bữa tịnh soạn đã được Ratsu đích thân chuẩn bị ăn mừng cho sự trở lại của Baki. Bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để bồi dưỡng cho cơ thể tổn thương trong suốt thời gian qua. Món lasagne là phần đặc biệt nhất trong bữa ăn hôm nay, đó là 10 lít nước đường được pha chế từ nguyên liệu tinh khiết. Không biết uống hết 10 lít cùng lúc có bị tiểu đường không ta? Sau một khoảng thời gian dài, các cơ quan nội tạng của Baki đã phải gồng gánh chất độc trong cơ thể cùng những trận chiến liên miên của anh. Các chất dinh dưỡng dự trữ bên trong đã hầu như cạn kiệt. Giờ đây, khi được tái sinh trở lại, các tế bào đã hồi phục một cách mãnh liệt như thà rằng sẽ không gục ngã trong bất kỳ hoàn cảnh nào nữa tương lai. Baki đang ở trong một giai đoạn siêu hồi phục đặc biệt. Trận đấu tiếp theo là màn thể hiện của cụ Vương Haku. Ông lão hơn trăm tuổi này có gì mà mọi người kính nể thế không biết à? Đối thủ của ông cũng là một kèo rất có triển vọng, Hải Vương Samura, có vẻ như là rất tự tin trong kèo đấu này. Anh ta đã quá bất cẩn khi đối đầu với Hải Đế Haku. Hậu quả là ông già trong ống yếu kia đã chớp mắt một cái đã né được cú đá uy lực của Samura. Haku còn lòn ra phía sau tụt quần đối thủ, búng một cái thôi là thốn đến tận rống à. Trận đấu của nhà vô địch chỉ diễn ra vỏn vẹn trong vài phút là đã có kết quả. Mọi người đều tò mò khi mà Hải Đế Haku gặp một đối thủ đích thực thì trận đấu sẽ trở nên gay cấn như thế nào. Samwon khi phải chịu nỗi nhục trước mặt bao nhiêu người trên sàn đấu đang còn rất tức giận, là vì những lời châm chọc của Jojiro khiêu khích, tên này nổi điên lên lao đến để thể hiện sức mạnh, nhưng hắn không ngờ mình đã chọc nhầm vào ổ kiến lửa. Chuyển cảnh. Cơ thể Baki đã hoàn toàn bình phục sau khi uống 10 lít nước đường đặc biệt. Không chỉ vậy, trải qua đau đớn tột cùng thì khả năng của cậu cũng đã được thúc đẩy phát triển một cách đáng kể. Dorian dù là một tên tử tù nhưng mà ông ta vẫn được tân mệnh danh là một KO nên là Dorian cũng được mời đến đây tham dự giải đấu. Sau khi nhận thất bại trước Ratsu thì tâm trí của ông ta vẫn còn hơi mát mát. Trong suốt trận đấu, Dorian chỉ biết đứng im chịu đòn. Ông hứng chọn combo liên hoàn của đối phương và gục ngã ngay sau đó. Đối thủ của ông xem đây là một trận đấu sỉ nhục khi đã giành chiến thắng quá dễ dàng. Anh ta biết rằng Dorian vẫn chưa thể hiện hết thực lực của mình. Khi định đánh nhau sau hậu trường thì đã bị cánh tay của Oliver nắm chặt lại. Sức mạnh khủng khiếp từ khối cơ bắp đồ sộ đã khiến cho đối phương không thể nào vùng vẫy thoát ra được sức ép từ bàn tay gã khổng lồ. Vậy là một cuộc so tài khác đã được chuẩn bị giữa Hải Vương Zor và Oliver. Vị võ sư này rất tự tin với trường phái Kogokan của mình. Đó là loại võ rèn luyện cơ thể chịu đựng được mọi sự công phá vượt qua mức giới hạn. Nổi danh trong thiên hạ là Kim Cương Quyền. Zor chấp nhận Oliver ra đòn đầu tiên để thể hiện uy lực của mình, nhưng đó cũng là sai lầm của anh ta khi coi thường con quái vật này. Đến lúc nhận ra có điều gì đó không ổn thì đã quá muộn. Oliver nhấn cái drop khiến cho cả thân hình của Zor dẹp lép trên mặt sàn. Cái này chắc kim cương nhựa quá. Tập 4. Vòng 1 trận thứ 6 là cuộc so tài giữa Jin và Zaku. Trận đấu đang diễn ra khá đơn giản với lợi thế đang nghiêng về phía Hải Vương Jin. Các tuyệt kỹ của anh đang liên tiếp gây sức ép lên đối phương. Đang chiến đấu gây cấn, tự nhiên cái tên Zaku lại đề nghị tuyển đối thủ về làm thầy giáo trong võ đường của mình. Khi Jin còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bất ngờ đã bị Zaku khống chế lúc nào không may. Tên này đánh tới đôi không lại chứ chiêu trò thì toàn là thầy thợ không, sợ thiệt. Trận đấu tiếp theo là của Son và Ratsu. Có vẻ mấy tên thua cuộc ở giải đấu này đều rất tự tin ở đầu trận đấu. Hải Vương Son cứ mãi khoe mẽ về sức mạnh từ những ngón tay của anh ta có thể phá hủy tất cả mọi thứ khi nắm chặt lại. Tưởng gì thiếu mấy cái trò này còn thua xa khi so sánh với Hanajama. Ratsu lao đến nắm chặt tay đối thủ như muốn thách đấu với sở trường của Son. Tưởng tên này thế nào ai ngờ cũng bất tỉnh trong một đòn duy nhất của Ratsu. Không biết danh hiệu KO là gì mà yếu thế nhở. Vừa kết thúc trận đấu, Ratsu đã phải đến gặp Hải Đế Haku. Kết quả qua những vòng đấu đã chứng tỏ danh hiệu KO đã dần bị suy tàn qua nhiều năm lịch sử võ thuật Trung Hoa. Haku đã chặt tay của các vị tông sư nằm trong ban tổ chức giải đấu đương thời như lời cảnh cáo cho họ về việc dám mua bán danh hiệu KO. Thế lệ cuộc thi lúc này cũng được chính Hải Đế Haku sửa đổi. Trận đấu đối kháng sẽ đổi thành cuộc thi đấu giữa hai thế lực đối lập. Một bên là các võ sĩ khách mời ngoại quốc, còn một bên là các võ sư đại diện cho võ thuật Trung Hoa.
Haku cũng mời đến hai nhân vật cộng cán trong giới võ thuật là Susie cuồng thú và Super ác nhân. Không những thế, hai đứa Haku còn tuyên bố rằng phe của bọn họ sẽ toàn thắng trong các cặp đấu sắp tới. Không ai ngờ được rằng giải đấu chọn ra hải vương xuất sắc nhất này lại trở thành cuộc chiến để lấy lại danh dự cho các võ sư Trung Hoa trước các đối thủ ngoại quốc. Oliver sẽ xuất hiện trong cặp đấu đầu tiên. Đối thủ của anh là Ron, được biết đến với cái tên là Super ác nhân. Anh ta từng tham gia vào vô số các giải đấu ngầm ở Đài Loan, nơi đó cũng là thiên đường của các trận đấu khốc liệt đẫm máu. Ron là một huyền thoại luôn giành chức vô địch và bất bại trong suốt hơn 25 năm qua. Nhưng cơ bắp của Oliver cũng không phải dạng vừa. Ron đã đỡ được đòn đầu tiên nhưng mà sức ép đã khiến cho mặt đất dưới chân anh ta bị phá hủy một phần. Dù vậy, gã quái nhân vẫn rất bình tĩnh, chớp mắt còn khiến cho cơ thể cả đạn cũng không thể xuyên qua được của Oliver bị rách đi một đường. Thế đứng đút tay vào túi quần của Ron trông có vẻ rất sợ, nhưng kỳ lạ là khi lâm trận lại vô cùng lợi hại. Tập 5. Dù đang trong tư thế bất lợi nhưng mà những pha ra đòn của Ron lại rất tốc độ và chuẩn xác. Nhìn qua thì có thể thấy được Ron không hề phòng thủ nhưng mà thực chất thì gã quái nhân đã chuẩn bị sẵn sàng. Động tác rút tay ra khỏi túi cộng hưởng quán tính lúc xoay người tạo thành một lực đẩy cực đại khiến cho những đòn tấn công và phòng thủ của Ron đều chớp nhoáng đến đối phương không thể nào xoay sở kịp. Oliver không tấn công được nên quay sang tự đút tay mình vào túi để chế nhạo thế đứng của đối phương. Ron đã mắc bẫy và điên cuồng lao đến tấn công trong cơn thịnh nộ nhưng mà chịu đòn lại là thế mạnh của gã khổng lồ này. Oliver chỉ việc chậm rãi rút tay ra và dồn hết sức vào một đòn đánh khi mà Ron đang mãi tấn công. Sau khi ăn một đòn trực diện thì gã quái nhân đã thận trọng hơn trước những lời nói khiêu khích của Oliver. Như đòn tấn công của anh ta cũng nhắm vào những huyệt đạo hiểm hóc trên người kẻ địch nhằm gây ra sát thương nhiều nhất có thể. Tất cả nỗ lực của Ron đã tan tành khi bị Oliver tóm được. Một cú hút đầu thẳng vào mặt của Ron uy lực đến mức ngay cả Zuzuro cũng phải thán phục. Cú đánh sắc lẻm cũng đã không còn tác dụng khi mà Oliver đã hoàn toàn gồng cứng cơ bụng lên. Những ngón tay của Ron đều gãy nát khi cố đánh vào lớp bê tông này. Bất lực trước sức mạnh hủy diệt, trận đấu kết thúc sau màn tra tấn tàn khốc của gã khổng lồ lên người Ron. Tuyên bố thắng liền tất cả 5 trận, thế mà vừa vào hiệp đầu đã đại bại rồi. Sunshine là con trai của Haku đang rất sung máu để trả món nợ trước những người ngoại quốc. Anh muốn có mặt trong trận đấu tiếp theo để thể hiện uy lực của võ thuật Trung Hoa. Đối thủ của anh ta là Baki, cả hai đều là con của những người được mệnh danh là võ sĩ mạnh nhất mọi thời đại. Liệu ai sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến này? Nhưng mọi chuyện xảy ra lại không như mọi người mong đợi. Baki đã dễ dàng tung ra đòn tấn công chí mạng khiến hệ thần kinh của Sunshine chấn động nghiêm trọng. Trận đấu kết thúc rồi mà khán giả còn không tin được chuyện gì vừa xảy ra trước mặt mình. Trận tiếp theo sẽ là màn đối đầu của võ sư lương lẹo Zaku và Rasu. Vừa vào trận thôi mà Zaku đã tung ra mánh bẩn của mình để gài bẫy Rasu nhưng mà chiêu trò của anh ta vẫn không thể đánh bại được thiên tài võ thuật này. Khán giả thì hò hét trong sự tức giận trước thủ đoạn chiến đấu hèn hạ của Zaku. Tập 6. Cái bắt tay đê tiện vẫn chưa kết thúc. 5 lần bẫy lộn Zaku cứ dùng kế sách này để có thể chủ động. Trải qua nhiều lần thất bại, cuối cùng hắn cũng bẫy được Rasu và bẻ gãy một cánh tay của anh ta. Khán giả đã nhảy xuống sàn đấu để hội đồng tên đốn mạng này nhưng mà bị Rasu ngăn cản lại. Anh muốn tự tay kết thúc trận chiến danh dự của mình. Dù đã bị mất một cánh tay nhưng mà điều đó cũng không hề làm cho Rasu trở nên lo lắng. Ngược lại, các pha ra đòn của anh còn uy lực hơn như là muốn trút hết cơn giận của mình. Khả năng sử dụng linh hoạt các bộ phận trên cơ thể của Rasu cũng làm cho người xem phải trầm trồ trước sức mạnh của anh. Lúc này, Zuko lại đề nghị chữa lành vết thương cho Rasu. Không ai biết được hắn có ý định gì trong lời đề nghị vừa rồi. Rắc một cái, không ngờ cánh tay gãy của Rasu đã bình phục hoàn toàn sau khi được Zuko nắn xương. Để tỏ sự tôn trọng với đối thủ, Rasu đã tung ra toàn bộ các tuyệt kỹ của mình, sử dụng hết những gì có thể để giành chiến thắng trong trận đấu này. Sức công phá từ Rasu là quá lớn khiến cho Zuko không thể nào chống đỡ lại được. Anh ta chỉ còn biết ôm đầu lại để chịu trận. Toàn bộ điểm yếu của cơ thể đều đã bị che khuất như một cái mai rùa kiên cố. Không còn cách nào khác, Rasu đành ấn vào yếu huyệt của Zaku khiến phản xạ làm toàn thân anh ta bật dậy. Lúc này thì Zaku đã không còn né được cú đấm cuối cùng của đối phương nữa. Dù đã bất tỉnh nhưng mà tay anh ta vẫn níu chặt lại không chịu từ bỏ cho đến giây phút cuối cùng. Mặc cho các thủ đoạn đê tiện mà Zaku đã sử dụng nhưng mà anh vẫn được mọi người công nhận sau những gì đã cống hiến cho trận đấu này. Vậy là tỷ số hiện giờ đã là 2-1 nghiêng về phía những người ngoại quốc. Tiếp theo sẽ là trận đấu của tay nắm Mohamed Alagon. Khởi đầu cuộc chiến mà anh ta dễ dàng cắt đứt một đường trên mặt đối phương chỉ trong một đòn chớp nhoáng. Hơn nữa, những cú ra đòn từ phía đối phương đều không thể chạm được vào người tay đấm quyền anh. Alagon kết thúc trận đấu với chuỗi combo liên hoàn của mình. Đối phương đã mất đi ý thức hoàn toàn khi mà lãnh chọn những cú đấm trực diện. Tập 7. Thi đấu 5 trận mà chưa gì đã thua hết 3 rồi thì trận cuối cùng còn ý nghĩa gì nữa? Zuzuro đã tuyên bố nếu hãy để Haku đánh bại Zuzuro trong trận đấu cuối cùng thì những trận đấu trước đều sẽ tính phần thắng cho võ thuật Trung Hoa. Như đó cũng là cái bẫy của con cáo già này. Ông làm vậy để thách đấu người được xem là mạnh nhất Trung Quốc.
Trải qua hơn 100 năm khổ luyện, Haku đã phải đánh đổi nhiều thứ để có được sức mạnh này. Ông đã vứt bỏ gia đình, bạn bè và thanh xuân của mình cho võ thuật, thứ mà ông theo đuổi đến khi sức cùng lực kiệt là sức mạnh. 100 năm trước, Haku cũng là một võ sĩ cường tráng. Ông đánh bại mọi đối thủ của mình nhờ vào sức mạnh cơ bắp thời cha trẻ. Mãi cho đến khi ông có cuộc tỷ thí với một vị tông sư già thì Haku mới nếm được mùi vị thất bại. Ông đã không còn tin vào cơ bắp và vứt bỏ hết các dụng cụ luyện tập. Thay vào đó, ông chăm chú rèn luyện những bản năng thuần khiết của con người, đó chính là nhẫn đạo theo Haku sống suốt ngần ấy năm qua. Nói thế là đủ rồi, mình vào việc Luni cho nóng à. Vừa mới mở màn mà Zoro đã nóng vội lao đến tung ra nắm đấm uy lực về phía đối phương, nhưng Haku đã dùng tiêu lực để hóa giải mọi đòn tấn công. Khi là thay, những cú đá có thể nghiền nát mọi thứ của Zoro lại không thể đả thương được ông lão hơn 100 tuổi. Sinh vật mạnh nhất hành tinh đã lợi dụng việc bứt một sợi tóc của ông để Haku trong một khoảnh khắc không thể thả lỏng hoàn toàn nữa. Trong giây phút, sợi tóc bị đứt đã làm ông chợt cảm thấy nỗi đau. Dù chuyển một chút nhưng mà cơ thể đã gồng cứng trong chốc lát và tiêu lực đã không còn tác dụng. Ông lão Haku quay lại đáp lễ Zoro thì kỳ lạ thay một người đàn ông cao lớn vạm vỡ lại đi sợ nắm đấm của lão già kia. Zoro đã cảm thấy có điều gì đó bất ổn trong cú đấm đó. Đây cũng là lần đầu tiên Baki trông thấy cảnh tượng Hanma Zoro đang sợ hãi. Nhìn thì thấy nhẹ nhàng vậy thôi chứ đấm phát muốn sập cả cái tường á. Cái này chắc là chiêu đấm phát chết luôn của Saitama quá. Cú đấm tiêu lực đòi hỏi trình độ thả lỏng đạt mức thượng thừa. Thả lỏng cũng là một yếu tố cơ bản giúp những vận động viên chuyên nghiệp đạt được phong độ cao nhất. Zoro nặng hơn lão Haku chắc cũng gấp mấy lần mà đang bị ông lão liên tiếp bón hành. Cả cơ thể khổng lồ của Zoro cũng bị ông đánh bay khỏi mặt đất. Sức mạnh của nhà vô địch 100 năm trước đúng là ngoài sức tưởng tượng của khoa học hiện đại. Vẫn không ai có lời lý giải gì cho những đòn tấn công uy lực đó. Nhưng thế giới cũng không thể nào giải thích được sức mạnh của kẻ đang đứng trước mặt ông ta. Những điều Zoro có thể làm được vẫn còn là một ẩn số. Bất ngờ hắn cũng có thể sử dụng được tiêu lực nguyên thoại. Nhưng điều đó chỉ để chứng tỏ cho đối phương biết đó là môn võ thấp kém ai cũng có thể sử dụng được. Còn Zoro thì luôn tin tưởng vào sức mạnh cơ bắp hơn tất cả mọi thứ. Hắn sử dụng sức mạnh của bản thân đánh bại Haku để chứng minh rằng Zoro mới là độc tôn. Tập 8. Trận đấu giữa hai bên đang dần trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Hai đối thủ liên tục ăn miếng trả miếng khốc liệt, họ muốn thử xem sức chịu đựng của ai sẽ đến mức giới hạn. Tiêu lực của Haku cũng mất tác dụng khi mà ông liên tục bị những đòn tấn công của Zoro hất văng vào tường. Đứng trước một đối thủ xứng tầm đã khổ luyện hơn 100 năm, cuối cùng sinh vật mạnh nhất hành tinh cũng quyết định phô diễn hết sức mạnh thật sự của mình. Cơ bắp từ phía sau lưng Zoro dày đặc đến mức tạo thành một con quỷ trông rất đáng sợ. Cuộc chiến của cả hai người họ bây giờ mới thực sự gay cấn. Cảnh tượng đẫm máu khiến người xem cũng không thể tin được đây là trận chiến của ông lão đã hơn 100 năm rồi. Điều đặc biệt hơn là Zoro chỉ đứng im, mặc cho những đòn tấn công của Haku liên tiếp lao vào cơ thể của hắn ta. Đó là ân huệ hắn dành cho đối thủ trước khi tung ra chiêu thức cuối cùng. Đây cũng sẽ là đòn quyết định khi mà Zoro cũng đã dồn hết sức vào cú đấm này. Mọi thứ bất ngờ lại kết thúc trước khi mà Zoro tung ra cú đấm của mình đến nơi. Lão Haku đã được xác nhận là đã chết vì tuổi già trước khi trận đấu có kết quả. Bỏ bao nhiêu công sức ra cuối cùng lại không thể giành được chiến thắng làm cho Zoro không thể nào kiềm nén cơn giận này được nữa. Nhưng đó chỉ là một chiêu giả chết của Haku. Ông làm vậy để bảo vệ danh dự cho võ thuật Trung Hoa. Không thể để mọi người trông thấy cảnh tượng người mạnh nhất Trung Hoa lại bất lực trước Hanma Zoro như vậy được. Ông lão cũng ý thức được rằng nếu có tiếp tục thì cái chết cũng sẽ đến thật khi mà ăn trọn cú đấm thịnh nộ của tên quái vật đó. Dù biết được lão Haku đã giả chết nhưng với Zoro điều đó cũng là quá đủ để chứng minh sức mạnh đệ nhất của mình. Hắn rất xứng đáng với danh hiệu Tân Hải Đế trong giải đấu lần này. Lô đài đã kết thúc sau trận chiến sinh tử đó. Baki cũng đã bình phục sau chuyến đi lần này. Khi bị Alakon đến thách đấu thì cậu đã từ chối thẳng thừng. Lý do cậu chiến đấu không phải là trở thành đấu sĩ mạnh nhất mà chỉ đơn giản là trả thù ông bố mình. Tập 9. Alakon đã hẹn Kozue ra để nói về lời thách đấu với bạn trai cô. Ngoài ra tên này còn ngang nhiên cầu hôn cô gái khi biết đối phương đã có chủ. Tên này chưa bị Baki đánh nên là mới thế này đây chứ gì nữa. Kozue chỉ biết lặng im trong tình huống này. Đâu ra tự nhiên có một chàng trai rồi sống chết vì mình thiệt là khó hiểu à. Sau đó, cậu đã thách đấu với Shirokawa để thử xem người từng bị Baki đánh bại có sức mạnh như thế nào. Cái đòn thế nhu thuật của ông đúng là rất là hại khi đối đầu với các đối thủ có thể hình vượt trội hơn mình. Nhưng đó vẫn chưa phải là toàn bộ sức mạnh thật sự của tay đấm quyền anh trẻ. Alakon đã hậu gục Shirokawa lễ phép nhất có thể. Dù là đối thủ nhưng mà anh ta vẫn rất nể trọng ông trong cái độ tuổi đó mà vẫn có thể xuất trận. Kozue quay về kể với Baki về việc người đó đến cầu hôn cô. Nhưng mà dù có khó chịu thì cậu vẫn bình tĩnh vì người đưa ra quyết định cuối cùng vẫn là Kozue. Cậu sẽ tôn trọng sự lựa chọn của bạn gái mình. Võ thần Orochi cũng đã được Alakon hẹn ra để thử sức vào đêm hôm sau. Ông cũng khá bất ngờ với tốc độ khủng khiếp từ những cú đấm của đối phương. Dù đã gặp nhiều tay đấm quyền anh nhưng mà ông vẫn chưa thấy được ai có thể làm được điều đó. Mọi nỗ lực phản kháng của ông đều trở nên vô dụng trước sức mạnh áp đảo của tay đấm trẻ.
Yuji thì cũng được mệnh danh là võ thần nên là Orochi không phải quá dễ dàng bị đánh bại. Cảm giác khi Alucard đối mặt với ông có một chút do dự như hai kiếm sĩ đối đầu với nhau, sai sót có thể đánh đổi bằng mạng sống chỉ trong một khoảnh khắc. Tưởng rằng đòn karate tuyệt kỹ của Orochi đã kết liễu được đối phương nhưng mà Alucard đã kịp tránh đi trong cự ly ngắn vào một thời điểm chuẩn xác, khiến cho đòn phản công của anh sau đó đã hoàn toàn hạ gục Orochi khi mà ông ta còn không kịp quay lại để chuẩn bị phòng thủ. Cảm giác khi ăn một cú đấm knock out như là đập một thanh sắt cực mạnh xuống sàn nhà, cơ thể như có hàng vạn con kiến bao vây, cảm giác tê liệt kéo đến trong giây lát rồi biến mất trước khi mình gục ngã. Lần này Alucard đã đến tận nơi Kozue cùng với Baki hẹn hò để tuyên chiến. Anh còn ngang nhiên công khai việc mình đang theo đuổi bạn gái của Baki. Dù bị đối phương trực tiếp công kích giành đi cô gái của mình nhưng mà Baki vẫn rất bình tĩnh. Điều này cũng một phần làm cho Kozue cảm thấy buồn. Tập 10. Đối thủ tiếp theo mà Alucard tìm đến là Zack. Trận đấu lại mở đầu với những pha ra đòn chớp nhoáng của Alucard. Dù đánh trúng đối phương rất nhiều nhưng mà chỉ cần dính phải một đòn của Zack thì mọi thứ lại như trở về thế cân bằng ngay lập tức. Với thể hình vượt trội, tốc độ ra đòn cộng với độ trâu lì của Zack hoàn toàn hoàn hảo. Khi Zack ném Alucard tạo thành một chấn động lớn như ném một thứ gì đó rất nặng, đây cũng là đối thủ đầu tiên có thể khiến tay đấm trẻ bị thương be bét nằm la liệt trên mặt sàn. Đã cạn kiệt sức lực nhưng mà anh ta vẫn quyết chiến đấu tìm hy vọng cuối cùng. Đó cũng là cơ hội cho màn tra tấn tàn khốc của Zack bắt đầu. Lưỡi của Alucard còn suýt nữa là đã bị cắt lìa khi ăn một đòn trực diện của đối phương. Đã thân mang trọng thương còn không lo nghĩ đi, vác xác đi gà gẫm Kozue làm gì cho mang ngoạn không biết. Các vết thương trong trận đấu trước chỉ vừa mới được điều trị tạm thời thì Alucard còn lại gặp phải đối thủ tiếp theo. Khi đang hẹn hò với Kozue thì Shokawa đã tìm đến riêng cậu để trả món nợ lần trước. Các vết thương đã khiến cho cơ thể của Alucard còn không thể ở trong trạng thái tốt nhất. Trận đấu đã không còn diễn ra dễ dàng như lúc trước được nữa. Ngón tay của cậu đã bị lão Shokawa bẻ gãy. Cả khi phản công thì cũng không thể vượt qua được đẳng cấp nhu thuật của ông ta. Hết cách rồi, Alucard chỉ còn biết bất lực để cho Shokawa ném qua ném lại tra tấn đến khi cậu bất tỉnh. Mỗi lần gặp Kozue là y như rằng tên này bị đánh bầm dập hay sao ấy thôi. Hôm sau trong lúc đang ngồi uống nước với cô nàng thì thanh niên số nhỏ này lại bị Orochi đến tìm một lần nữa. Tên này không biết đang bị thương hay sao mà còn mạnh mồm nhận lời thách đấu của người khác. Và tất nhiên thì những vết thương đó mà muốn võ thần nhẹ tay thì điều đó là hoàn toàn không thể xảy ra. Tay anh ta đã nát bét sau những đòn tấn công liên tiếp của Orochi. Võ thần luôn nhắm vào điểm yếu của đối thủ và điều này đang khiến cho Alucard gặp rất nhiều khó khăn. Lỡ chơi rồi phải chơi tới luôn, tay đấm trẻ mặc kệ những vết thương mà điên cuồng lao đến nhưng chỉ nhận lại thêm nhiều đòn tấn công khác. Vì quá uất ức, cậu đã bật khóc trong sự bất lực này. Alucard sau những trận đại bại liên tiếp đã trở thành một người tàn tật vì những vết thương nghiêm trọng trong thời gian qua. Tưởng về nhà là đã yên thân nhưng đó cũng là nơi anh phải trải qua thử thách cuối cùng với bố của mình. Tập 11, ông đã sắp xếp sẵn một trận đấu với con trai của mình. Để sẵn sàng cho trận chiến này, ông đã luyện tập rất cực khổ để có thể bắt đầu cuộc đấu hôm nay. Dù trong tình trạng rất tệ nhưng mà điều đó vẫn không phải là lý do khiến ông chấp nhận lời từ chối của con trai mình. Xấu hổ trước những lời khiêu khích của bố, cuối cùng thì Alucard đã mắc bẫy và chấp nhận lời thách đấu. Điều gì xảy ra thì mọi người cũng đoán được rồi đó. Bị thương cỡ này rồi mà còn đi đánh lộn thì chỉ có thể ôm đầu máu mà thôi. Mọi nỗ lực đều không có tác dụng trước nắm đấm của bố anh ta. Alucard cũng là người đã sắp xếp các trận đấu của con mình trước khi đến ngày hôm nay. Ông biết chắc rằng trong tình trạng tốt nhất thì mình không thể nào đánh bại được con trai nên đã làm anh yếu đi qua những trận đấu trước đó rồi cuối cùng hốt thanh niên này nhẹ nhàng. Hai bác con này không hiểu kiểu gì mà hơn thua nhau vậy chứ nữa. Đó cũng là mục đích sống của những võ sĩ khát khao trở nên mạnh hơn nữa. Dù thân thể có tàn phế hay trở nên già đi vì tuổi tác thì cuối cùng họ vẫn khát vọng mọi người phải kính nể và công nhận sức mạnh của mình. Tokugawa cũng được Alucard mời đến đây để tổ chức một trận đánh đáng mong đợi nhất mọi thời đại. Đó là cuộc chiến của Baki và Alucard. Sau khi biết được trận đấu sẽ sớm được tổ chức thì Alucard đã quay lại lao đầu vào luyện tập mặc kệ những chấn thương mà cơ thể đang phải gánh chịu. Anh ta tập luyện trong vô vọng suốt nửa ngày trời nhưng mà tình hình vết thương chỉ ngày càng trở nên tệ đi. Đúng là cơ chế hoạt động của con người thật lạ thường. Chỉ khi vừa nghe bố mình nhắc đến cái tên của đối thủ thì Alucard đã trở nên hăng máu hẳn lên. Các vết thương tự nhiên bình phục lại một cách thần kỳ. Có lẽ đây là khát khao muốn đánh bại được Baki để giúp cho Alucard tạo nên điều kỳ tích. Tất cả mọi người đều mong chờ vào trận đấu sắp tới. Họ đều muốn biết được liệu Alucard có giành chiến thắng được trong trận đấu với con trai của sinh vật mạnh nhất hành tinh hay không. Tập 12. Cuối cùng thì ngày đó cũng đến. Cảm giác của Alucard khác hoàn toàn khi bước vào cuộc đấu định mệnh này. Nhưng đó cũng là cảm giác của hầu hết những đấu sĩ khi phải đối đầu với Baki. Không khí trên khán đài làm Alucard đôi chút hoảng loạn khi vừa bước chân vào sàn đấu. Còn trước khi bình tĩnh lại thì bất ngờ Yujiro lại xuất hiện. Ông cảnh báo cho cậu biết người mà cậu sắp đối đầu có thể gieo rắc nỗi ám ảnh lên bất cứ ai mà không hề thương tiếc nên hãy cẩn thận. Trái ngược với vẻ lo lắng của Alucard là vẻ mặt hết sức bình tĩnh của Baki. Chớp cái đã né được cú đấm thương hiệu của Alucard và phản một đòn uy lực khiến cho mọi thứ xung quanh tay đấm trẻ trở nên mờ dần rồi chìm vào cơn mê.
Lúc cậu tỉnh lại thì Bucky đã đứng đó đợi sẵn được một hồi lâu rồi. Quả thật là quá ao trình trong trận chiến quan trọng này. Bucky dễ dàng hạ gục Alarcon thêm một lần nữa bằng sức mạnh áp đảo của cậu. Mọi người đều không thể tin được trận chiến đầy mong đợi lại có kết thúc nhanh chóng đến như vậy. Đòn siết cổ của Bucky sẽ là đòn quyết định trong trận đấu này. Đến những giây phút chót thì bố của Alarcon đã phá luật can thiệp vào trận đấu của hai người họ. Nếu ông không ra tay thì có lẽ Alarcon đã thật sự chết trong đòn tấn công vừa rồi. Mọi chuyện lại ngày càng gay cấn hơn khi mà Bucky thách đấu với bố mình ngay giữa sàn đấu trước mặt mọi người có mặt ở đây. Đã đến lúc sinh vật mạnh nhất hành tinh công nhận lời thách đấu của con trai mình. Alarcon đã rơi nước mắt trong thất bại lần này. Dù anh đã cố gắng rất nhiều nhưng sự thật vẫn là sự thật. Alarcon hoàn toàn không thể nào đánh bại được Bucky. Thông tin lời thách đấu của Bucky với Jujuro đã đến tai mọi đấu sĩ cộm cán có mặt ở Tokyo. Được sinh vật mạnh nhất hành tinh coi như đối thủ là vinh dự đối với mọi đấu sĩ. Nhưng khác với những võ sĩ khổ luyện tham gia giải đấu ngầm, mục đích của Bucky rất đơn giản, chỉ là kết thúc mối duyên nợ với bố mình. Anh hoàn toàn không có hứng thú tranh giành sức mạnh với những đấu sĩ khác. Trước mặt anh chỉ có một thử thách duy nhất và đó cũng là lý do duy nhất Bucky vượt qua bao khổ cực để đến ngày hôm nay. Tập 13. Câu chuyện về các tên tử tù vẫn chưa đến hồi kết. Jinogi đã tẩu thoát sau khi bị biệt giam. Người còn sống duy nhất ở hiện trường đã thuật lại toàn bộ sự việc diễn ra vào lúc đó. Chỉ với tay không mà Jinogi đã mang đến cơn ác mộng cho những người sĩ quan đến áp giải hắn ta, để lại một bãi chiến trường thảm khốc đầy thi thể người chết. Còn Torion sau khi trở nên tâm thần bất ổn đã được giam giữ tại một ngôi chùa nghiêm ngặt. Suốt ngày ông ta chỉ chăm chú vào những bức tranh vẽ về kẹo. Nhưng điều quan trọng là tư thế trong lúc Torion đang vẽ rất kỳ lạ. Ông ta luôn giữ thế đứng tấn trong suốt quá trình vẽ tranh. Dù không biết mục đích phía sau điều đó có ý nghĩa gì, nhưng sự thật thì ông ta có thể hủy diệt mọi thứ với đôi chân khổng lồ đó. Don sau khi bị làm mù đi đôi mắt, anh đã tự mình làm mất luôn thính giác. Tưởng chừng điều đó là vô nghĩa nhưng sự thật đằng sau vẫn không ai có thể giải thích được. Sau khi mất đi thị giác và thính giác thì Don đã khai phá được một nguồn sức mạnh bí ẩn mới. Anh ta luyện tập với những con dơi trong bóng tối để kỹ thuật này ngày càng điêu luyện hơn. Shukuraki sau khi bị bắt giữ cũng đã trở nên rất kỳ lạ. Sau một lần sĩ quan cai ngục bất ngờ làm rơi một đồng xu vào bên trong phòng giam của Shukuraki thì điều bất ngờ đã xảy ra. Hắn trả lại ông sĩ quan một đồng xu đã bị vo tròn như một viên bi và tên tử tù luôn ngủ trong trạng thái bám chặt vào tường như người nhện. Điều kỳ lạ tương tự cũng đang xảy ra với Bass. Dù đã bị thoái hóa sau trận đấu với Hanajama nhưng mà cơ thể hắn lại đang trong trạng thái cải tạo một cách lạ thường. Dù đang bất tỉnh nhưng mà lượng calo mà Bass tiêu thụ trong thời gian qua hoàn toàn vượt xa sức vận động của các vận động viên chuyên nghiệp. Theo thống kê thì hắn đang trong trạng thái bơi bướm, hơn nữa còn là bơi trong một thứ chất lỏng kết dính nhầy nhụa. Sức mạnh đang dần trở lại với cơ thể tối thượng của hắn ta. Mọi việc diễn ra với cái tên tử tù một lần nữa đồng loạt có biến cố như lúc bọn chúng bắt đầu kéo đến đây. Đây là bước ngoặt cho kế hoạch quay lại trở lại phục thù Tokyo. Vậy là lại hết phần này rồi mọi người ơi. Mấy tên tử tù dù đã bị đánh bại nhưng mà chúng đã chuẩn bị để quay trở lại trả thù. Không biết phần tiếp theo Bucky sẽ phải đối đầu với sức mạnh gì của mấy tên quái dị này nữa đây. Cậu cũng còn lời thách đấu với Hanma Jujiro nữa. Phần tiếp theo chắc sẽ ly kỳ lắm đó nha. Mời mọi người cùng Alo Anime chờ đợi những diễn biến tiếp theo trong phần video lần tới nghe. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau. Bye bye.